tao với mày với Dung chơi chung với nhau từ nhỏ luôn. Mà tại sao Dung chọn mày mà không chọn tao? Mà giữa tao với mày ai đẹp hơn ai? Tao. Ê mày ít coi kiến lắm hả mày? Mày mà đẹp cái gì? Dung chọn mày không phải vì mày đẹp trai, mà mày có cái gì đó mà cái khờ của mày nó làm cho người ta có cảm xúc lắm, biết không? Nó có cảm xúc lắm, biết chưa? Đừng có ghen tuông, đừng có lo chuyện đó nữa. Yeah.